Và chúng ta thấy Tô Trọng Tài đang làm các thủ tục cần thiết trước trận chung kết. Như rồi, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu hai đội bóng đang lật dàn cào ở dưới chân. Đội bóng số 1 Âu Vàng cùng Nam phía Tất Nam, phía tay phải Trọng Tài là đội Hiệu Đồn Sa Bông, và đội bóng số 1 Áo Xanh cùng Xanh Năng phía Tất Tán bên phía tay trái Trọng Tài là đội Thủy Đồ Bình Sơn. Xin chúc sức khỏe Tô Trọng Tài và hai đội thi đấu thành công ở trận chung kết này. Chúng tôi nhắc lại điều khiển trận chung kết, đây là trọng tài 1 là ông Lê Phương Đảo, trọng tài thứ 2 là ông Trần Thanh Nam. Có thể nói trận chung kết rất đáng chờ đợi giữa hai đội Viện Đồn Trà Bồng và Viện Đồn Bình Sơn. Cả hai đội đã, riêng đội Bình Sơn thì nhà đưa kỳ vật đã tiếp tục góp mặt ở trận chung kết, trong khi đó đội Viện Đồn Trà Bồng là thể hiện ở xuất sắc ở phong độ ở mùa giải năm nay. Ở phòng đấu bảng thì đội đồng Trà Bồng nằm ở bảng A gồm có Trà Bồng, Tư Nghĩa và đoàn khối cơ quan doanh nghiệp. Trong khi đó đội ở phòng đấu bảng thì đội Bình Sơn nằm ở bảng C gồm có Huyện đoàn Nghĩa Hành, Thành đoàn Quảng Ngãi. Kết thúc vòng đấu loại ở vòng đấu bảng thì đội Đoàn Trà Bồng xếp thứ nhất bảng A, trong khi đó thì đội Sơn xếp thứ nhất bảng C. Thủ môn của hai đội chú ý Anh Tuấn và Tăng Thiên. Và như vậy là hiệp một của trận chung kết đã được bắt đầu. Ở hiệp một thì đội Trà Bồng được lấy bóng trước. Quả đá biên chờ các cầu thủ đội Đoàn Trà Bồng. Một đường dài lên phía trên của các cầu thủ Huyện Đoàn Trà Bồng. Bóng lại quyền đá biên được về các cầu thủ xanh, đó là Huyện Đoàn Bình Sơn. Di Khánh. Cá thủ một pha phối hợp bay. Nguy hiểm quá, vâng. Rất may là thủ môn Anh Tuấn bên phía đội Huyện Đoàn Trà Bồng đã không đón được cú sút vừa rồi của cầu thủ mà số 79 bên phía Bình Sơn là Minh Nhất. Rất nhanh. Sau tiếng còi cai cuộc của trọng tài thì hai đội đã tổ chức những pha tấn công về phía khung thành của hai cầu môn Tăng Thiên và Anh Tuấn. Duy Khánh. Có thể nói bước vào trận chung kết này thì theo nhận định về sự gia dạng thì đội Huyện Đồng Bình Sơn có vẻ là nhỉnh hơn một chút so với Trà Bồng. Tuy nhiên trong bóng đá thì những chỉ số thống kê chỉ là những con số tham khảo, kết quả trên sân sẽ thể hiện. Đá biên cho các cầu thủ đội Huyện Đồng Trà Bồng. Số 99 Vĩnh Phúc đang thực hiện quả đá biên. Vẫn là các cầu thủ đội Trà Bồng đang kiểm soát bóng. Vâng, bóng lại nằm gọn trong đôi tay của Bùi Anh Tuấn. Bọn em không bấm lên chờ thủ môn Tăng Thiên. Một quả ném bóng dài nguy hiểm. Vâng, một ý đồ triển khai của các cầu thủ Bình Sơn, bóng từ tay thủ môn Tăng Thiên ném thẳng vào vòng cung 6m bên phía đội Đoàn Trà Bồng. Rất may làm chút và chính đi nhắc của Bình Sơn đã không chạm được bóng vừa rồi. Duy Khánh đi nhắc Tài Lực, một đường truyền phối hợp không chính xác của số 10 Tài Lực. Gần như không có sự thăm dò nào của cả hai đội. Sau tiếng còi cai cuộc của trọng tài thì hai đội đã chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công về phía khung thành của hai cầu môn Anh Tuấn và Trang Thiên. Mất bóng nguy hiểm, Tài Lộc.
nguy hiểm quá. Không cần vâng vẫn cần rất may một chiếc áo vàng đã vâng một cú sút cuối cùng của thứ năm Duy Khánh bên phía đội Bình Sơn liên tục là những pha uy hiếp công thành của các cầu thủ đội Bình Sơn. Đồng hồ phối hợp cùng với đá biên cho các cầu thủ đội Bình Sơn bóng về chân Tân Thiên Duy Khánh vâng một pha đi bóng của số 10 vâng Ly ở bên phía đội đồng hồ ông cầm đập bị sót của các cầu thủ đội đồng hồ đá biên cầm tài xác định đá biên cho đội Huyện Đồng Sơn Tăng Thiên những quả là chơi chân của Thu Môn Văn Thiên là khá tốt lực chân của Thu Môn Văn Thiên là khá mạnh và những quả đá biên phối hợp từ sân nhà là Tăng Thiên có những pha chỉ dài lên rất chính xác cho đồng đội của mình vẫn là trong tờ bóng trong tầm chốt của các cầu thủ đội Bình Sơn tài lực mặc bóng rồi đi bóng lại về chân của tài lực trung hạt Duy Khánh phối hợp cầm được phối hợp giữa Duy Khánh cho bị nhắc không thành công những pha phối hợp chủ động của các cầu thủ đội Bình Sơn vẫn còn tài lực vẫn là số 10 tài lực không qua được những các cầu thủ đội Vinh Đoàn cho bóng đã phạt góc cho đội Vinh Đoàn Bình Sơn phản công cho đội cho bóng không được rồi một chiếc áo xanh đó là bị nhắc đã lưu về rất nhanh để cầu phá đường phối hợp tấn công phản công nhanh của các cầu thủ đội Trà Bồng ông lại trong điểm chốt của các cầu thủ đội Bình Sơn đi nhất tìm cách đi bóng không thành công mất bóng rồi phản công cho các cầu thủ đội Trà Bồng vâng tuy nhiên Bình Sơn lại cứ bóng rồi vâng một pha ra chân rất nhanh của Duy Khánh tuy nhiên bóng lại chạm vào rất may là bóng lại chạm vào một chiếc áo hồng bên phía đội Nguyễn Đoàn Trà Bồng đó là một pha ra chân rất nhanh của số 5 Duy Khánh đội Bình Sơn nguy hiểm quá tài lực trọng tài xác định không có lỗi tiếp tục chơi bóng Đăng Lia mất bóng rồi trung phạt những pha phối hợp chậm bên phía phần sân nhà của các cầu thủ đội Bình Sơn các anh đang tìm khoảng hở trong đội hình của các cầu thủ đội Trà Bồng từ đội hình của đội Trà Bồng lùi sâu ở phần sân nhà gần như bị kín các khoảng trống ở phía sân nhà của đội Trà Bồng
Văn Lia rất đơn độc ở trên hàng tấn công. Vẫn có một tiêu chân đã ba bóng gì hết bị nhập đội cho bóng đường của Đá Biên. Tấn công cho đội Bình Sơn. Tài lực, một mình tài lực không qua được sự kỳ cản của người chiến đấu hồng và chiến đội trà bọc. Quả đá biên cho các cầu thủ đội Nguyên Hồng Bình Sơn. Tìm sự phối hợp giữa Duy Khánh và Tài Lực. Đá biên cho các cầu thủ đội trà bọc. Vĩnh Phúc phối hợp cùng với Ngô Quỳnh Tuấn, Văn Lia diễn pha theo người rất rát vừa rất sát của các cầu thủ đội Nguyễn Đồng Sơn. Nhân như trên đội Nguyễn Đồng Trà Bồng chỉ cắm một số 10 Văn Lia ở trên phần sân của đội Nguyễn Đồng Sơn. Tuy nhiên các cầu thủ đội phòng ngự của đội Đồng Sơn đã tổ chức theo người rất chính xác đối với Văn Lia. Bóng bị chân các cầu thủ đội Trà Bồng. Trà Bồng mất bóng rồi. Được chi vậy? Những quả, những từ một chiến thuật rất bất ngờ của đội Bình Sơn đó là bóng phối hợp qua phần sân nhà chậm và bất ngờ của một tên tân viên sẽ phóng một đường truyền rất dài lên cho một cầu thủ cầm đội đã có mặt ở vòng số mấy của các cầu thủ đội Trà Bồng. Rất bất ngờ đúng không? Trong bóng đá thì rất bất ngờ. Đội liên tục tấn công đó là đội Nguyễn Đồng Bình Sơn. Tuy nhiên người đã có sự bất ngờ đã xảy ra trận chung kết và người ghi bàn mở tỷ số trận chung kết này làm số 7 Hoài Mỹ bên phía đội Nguyễn Đồng Bình Sơn, một trận chiến đang thể hiện phong độ rất xuất sắc tại giải lần này. Một pha chích mũi dài phải nói là rất cơ bản trong môn bóng đá của thành hai bóng đá là người bóng đi rất khó chịu và đã làm tung lưới thủ môn Thanh Tiên 1-0 cho đội Nguyễn Đồng Bình Sơn. Chào mừng một chiến thuật rất tối đồ của huấn luyện viên Nguyễn Văn Toàn bên phía đội Đoàn Trà Bồng, đó là đội hình lùi sau để đường sân cho các thủ đội Nguyễn Đồng Bình Sơn. Tuy nhiên bất ngờ là một pha bất thình lình để chuyển trạng thái và phản công rất nhanh và Hoài Mỹ số 7 đã nguy hiểm nữa, hoàn lại một pha bắt bóng nguy hiểm nữa và số 99 bên phía đội Trà Bồng là Lê Minh Phúc đã quyết định chuyền bóng đó. Thấy phát hiện của đội Thanh Thiên lên cao và Bình Phúc đã bấm bóng qua đầu, tuy nhiên bóng đi cao của môn đầu ai. Đá phạt góc cho các cầu thủ đội Bình Sơn. Lại là một bất ngờ ở mùa giải năm nay. Trước khi bước vào trận đấu này thì có vẻ đội Nguyễn Đồng Bình Sơn theo nhận định chung thì sẽ là đã có đội ưu viên Nguyễn Văn Toàn bên phía đội Đoàn Trà Bồng thi đấu ở hiệp 1. Chúng tôi đang đánh giá là trước khi bước vào trận chung kết thì đội Nguyễn Đồng Sơn có vẻ được đánh giá nhỉnh hơn vì các anh đang là nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên ở trận chung kết đã có đến giờ phút này đã có sự bất ngờ
đó là đội Vinh Đồn Trà Bồng đã vượt bất ngờ vượt lên nhận thức 1-0 với bàn thắng rất ra trình rất nhanh bằng vài chiếc bộ giày rất nhanh của số 7 Hoài Mỹ, một chân sút đã thể hiện phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên thời gian của hiệp 1 cũng như trận đấu này 8 hiệp 2 nữa còn rất dài và với một bàn thắng thì chưa có gì chắc chắn cho đội Trà Bồng. Thời gian hủy đã hết và hai đội vào sân tiếp tục thi đấu những phút còn lại của hiệp 1. Những pha chủ động cầm bóng phối hợp của các cầu thủ đội Bình Sơn vẫn là những pha chuyền chậm chắc ở phần sân nhà của các cầu thủ đội Bình Sơn. Cầu thủ đội người rất sâu của huấn luyện viên Văn Toàn bên phía Trà Bồng đã chủ động điều chỉnh các cầu thủ của đội Trà Bồng lùi rất sâu ở phần sân nhà để tổ chức thế trận phòng ngự chắc chắn trên phần sân nhà, chắc chắn để đảm bảo sự an toàn ở khung thành của Môn Tuấn. Sau đó bất ngờ sẽ là những pha phản công rất sắc bén. Duy Khánh có một thế trận một không gian rất chặt hẹp trên phía phần sân của đội Trà Bồng thì để tổ chức những pha phối hợp thành công cũng là một vấn đề không đơn giản đối với đội Đồng Bình Sơn. Tổ chức đội rất chặt chẽ và hỗ trợ bọc lót cho nhau của các cầu thủ đội Trà Bồng rất tốt. Đá biên cho các cầu thủ đội Đồng Bình Sơn. Trung tâm Vàng Hảo vừa rồi chỉ biết của Vàng Hảo bóng đã chạm vào chân một chiếc áo hồng đi thấy trường biên dọc và đội Bình Sơn được hiệu quả có bật gấp vừa rồi là một pha lên dân cao tấn công rất cầu của số 11 Tăng Thiên bên phía đội Bình Sơn. Ước của Tăng Thiên không chính xác. Vĩnh Phúc đi dài lên cho đồng đội tài lực rất hay, sự phòng ngự rất kinh nghiệm của thủ chính Vĩnh Phúc bên phía đội Trà Bồng. Đã biên cho các cầu thủ đội Hiền Đoàn Đoàn. Đi đâu mà đâu vậy? Đi đâu lại vô chứ? Phản công cho đội Hiền Đoàn Bình Sơn. Văn Hảo có hợp với Thế Chiến Thanh Thi. Tuy nhiên đội Thế Chiến lại không gây quá nhiều khó khăn cho thủ môn Anh Tuấn bên phía đội Trà Bồng. Rất hay, một pha xử lý rất hay của Đồng Hoa. Những pha lùi về bắt bóng thì đội Trà Bồng lùi về rất nhanh. Toàn bộ đội hình đã lùi về rất nhanh để tham gia cùng tham gia phòng ngự. Tiếp tục thi đấu vừa nói là một pha chuyền dài rất nguy hiểm của thủ môn Anh Tuấn, bóng lại nhắm thẳng vào khung thành của đội phía đội Bình Sơn. Tuy nhiên là cũng rất may là thủ môn Thanh Thiên bên phía đội Bình Sơn đã kịp thời cảnh giác đẩy bóng vào vừa rồi thì có phạt góc. Một chiến thuật dùng đối khó chịu của các cầu thủ đội toàn của huấn luyện viên toàn bên phía đội Trà Bồng đã áp dụng cho trận chung kết này. Bye bye.
Văn Thiên, Văn Hảo, ông Văn Con. Quý hiểm hay quá, thủ môn anh Tuấn một pha chọc ba rất nhanh của thủ môn anh Tuấn. Đã biên chào các cầu thủ đội Đồng Trơn, thị chiến Thành Phi. Bóng lên nằm gọn trong tay của Bùi Văn Tuấn. Hoài Mỹ, một pha xử lý kỹ thuật của Hoài Mỹ. Tuy nhiên hai chiếc áo xanh đã kịp thời bọc lót cho nhau. Nguy hiểm quá, vâng, lại là một pha xử lý bàn mũi dày nữa của số 91 Trọng Hoàng bên phía đội Trà Bồng. Những pha ra chân bàn mũi dày của các cầu thủ đội Điện Đoàn Trà Bồng rất hay. Gần như khi đoạt được bóng là xử lý mũi dày rất cơ bản của các cầu thủ đội Điện Đoàn Trà Bồng. Đó là những pha chiếc mũi dày. Đi nhắc. Đã bình cho các cầu thủ đội Huyền Đồng Bình Sơn. Thành Phi mắc bóng rồi. Tuy nhiên Thành Thiên, vâng, một những bài xử lý gần chân của thủ môn Thành Thiên là lực bình, có lực rất tốt. Thì màu của trận đấu này đang đi dần những phút cuối và chỉ số này vẫn đang là tạm thời là 1-0 nghiêng về phía đội Huyện Đoàn Trà Bồng. Vâng, một cú sút bóng đi và tung cả giày của số 10 tài lực bên phía đội Huyện Đoàn Bình Sơn. Văn Lia rất khó khăn. Một mình Văn Lia phải chống chọi với gần như hai cầu thủ bên phía, liên tục đối mặt với hai cầu thủ bên phía đội Huyện Đoàn Bình Sơn. Khả năng thành công của Văn Lia cũng rất khó. Và đến lúc này trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc hiệp đấu nhất hai đội rời sân. Tỷ số đang tạm thời ở trận chung kết này là 1-0 nghiêng về phía đội Huyện Đoàn Trà Bồng với bàn thắng được cho công của số 7 Nguyễn Hoài Mỹ ghi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và chúng tôi thấy là trọng tài đã cho hai đội đổi khu vực quy thuộc và đổi sân, cũng như là chiếm khu vực quy thuộc của hai đội ở bên phía đường đi dọc đối diện. Kết thúc cuộc đấu nhất ở trận chung kết thì đội Đà Bọc đã tạm thời vượt lên dẫn trước đội của Đồng Chơi với tỷ số 1-0 bằng thắng do công của cầu thủ mang áo số 7 những người Mỹ ghi. Và báo bàn thắng vừa rồi thì những người Mỹ đang tạm thời vượt lên dẫn đầu danh sách vừa có lý tại giải này. Bắt đầu. Đội huấn luyện viên Nguyễn Văn Toàn bên phía đội đoàn Đào Hồng đã cho đội hình tổ chức một hàng phòng ngự rất kín kẽ ở trên phần sân nhà. Bản công từ đội đoàn Đào Hồng bằng 2-2 và rất may là thủ môn Thanh Thiên ở phía Bình Sơn đã bị thời đẩy cú sút vừa rồi của số 91 bên phía đội
Trọng Hoàng bên phía đội Trà Bông. Vâng, một phần phản công rất nhanh. Chúng tôi nghĩ với chiến thuật này, đội Bình Sơn mà sẽ mất bóng thì sẽ rất nhiều khó khăn. Ông Mận Trần Trần có các thủ đội Trà Bông. Trung thật Dư Khánh. Dư Khánh rất khó để đưa bóng lên thôi và tay rồi thằng các cầu thủ đội Trung đoàn Trà Bông. Gần như bốn cầu thủ của đội Trung đoàn Trà Bông, từ chỗ Ngô Anh Tuấn ở trung thành thì các cầu thủ đội Trung đoàn Trà Bông đã chủ động ở trên nửa phần sân của đội mình để tổ chức phòng ngự những pha về bác rất sát của các cầu thủ đội Trung đoàn Trà Bông. Vâng, qua được một chiếc cầu hồng thì ngay lập tức có một đồng đội của đội một cầu thủ phòng ngự tiếp theo của đội nội đồng đã bọc lót cho nhau rất hay. Đã biên chờ các cầu thủ đội Trà Bông. Anh Tuấn chuyền dài lên cho Văn Lý. À, cảm ơn con. Văn Hảo trung thành một chuyện bình thường không tốt thôi tới di cảnh của từ chân của trung thành. Cô lên Thiên, Thiên, cô lên Thiên, cô lên Thiên, Tăng Thiên rồi đồng đội của Di Khánh. Một pha đi bóng hơn dưới chiếc bóng thầm lặng đồng của số 5 Di Khánh về phía đội đồng Bình Sơn. Văn Lý à, những pha nhận bóng xoay lưng về phía công thành của Mô Cần Thiên của Văn Lý à. Trung thật với sự tổ chức phòng ngự đội hình như thế này thì đúng là tìm những con hở quá khó cho đội Bình Sơn và đã phạt cho các đội đội Huy Đoàn lỗi thời thứ nhất trong hiệp hai của đội Huy Đoàn Bình Sơn. Một pha xoay người xử lý rất hay rất nhanh của số 7 Hoài Mỹ. Trang Phước đang dẫn đầu danh sách phục vụ lưới. Một pha xử lý rất gọn gàng của số 7 Hoài Mỹ về phía đội Trà Bông. Một chiến thuật quá hay quá cho tới giờ phút này của huấn luyện viên toàn bay phía đội Huy Đoàn Trà Bông. Không nồng nóng tổ chức đội hình chặt chẽ vừa hướng. Vâng, thủ môn của anh Tuấn bên phía đội Trà Bông đã phản trả rất tốt. Đẩy bóng đi lấy từ biên ai chịu qua phần góc. Đó phần góc đầu Huy Đoàn Bình Sơn. Vâng, vừa rồi là bên trung thật bên phía đội Đồng Sơn có cơ hội hút công thành của môn anh Tuấn. Tuy nhiên khi cú sút cuối cùng của đồng thật thì khoảng gian không còn thuận lợi để trung thật có thể xử lý hoàn hảo hơn và chú bóng đi quá cao của trung thật. Bóng băng con lần lia nguy hiểm mà bóng về chân của các thủ Huy Đoàn Sơn. Phản công cho đội Huy Đoàn Sơn. Di Khánh trung chú tôi bất ngờ đã không còn nữa rồi, cũng là đội Huy Đoàn Trà Bông. Nhưng nói là các anh đã khi bắt bóng là về rất nhanh, đừng có khoảng trống rất nhanh về phía phần sân nhà. Nếu các cầu thủ đội thi có cầu chiếc bóng thì cũng còn không còn thuận lợi để có thể
xử lý những pha chút bóng hoàn hảo về phía khung thành của Mông Văn Tuấn, vì không gian xử lý của đội Bình Sơn đã bị thua hẹp. Bóng về chân của Mông Văn Tuấn về phía đội Non Sao Ông. Hoàn hảo. Bóng vào tay lớn. Vâng, một pha phòng ngự lan trả về phía đội số 91 của đội Non Sao Ông. Vâng, một pha phòng ngự rất lan trả của. Vâng, trọng tài có tiếng còi trước rồi, không được. Tiếng còi của trọng tài đã trước khi bóng đi vào khung thành của Mông Văn Tuấn rồi. Vì rồi trọng tài xác định có lỗi của đội Non Sao Ông. Lỗi của đội xác định hai của đội. Và đến giờ phút này thì mỗi đội đã có phạm một lỗi ở hiệp hai. Đá phạt cho các cầu thủ đội Điện Đoàn Bình Sơn. Đúng phạt một cú sút thẳng. Tuy nhiên lại bóng đường cú sút vừa rồi là không chính xác. Điện Đoàn Nam Hồng xin hủy hiệp hai. Vâng. Ở vai này thì huấn luyện viên Dương Toàn bên phía đội Nội Đồng đã suy nghĩ rất sớm ngay những phút đầu của hiệp hai là đã suy nghĩ. Thời gian hủy đã hết mà hai đội tiếp tục thi đấu những phút còn lại của hiệp hai. Ném phát bóng cho Điện Đoàn Nam Hồng. Tài lực anh Vinh thương minh đấy nè, nó giá tiền lo đó. Sao trận đấu này là như mới mật nó là biết rồi mà. Nó là biết rồi. Một pha tăng lên nhất em từ sân nhà của chú Nốt Đặng Hoàng Minh phía đội Uy Tôn Đà Bông. Một pha cướp bóng từ sân nhà và Đặng Hoàng quyết định đi đi bóng và tung ra cú sút về phía công thành của Môn Tân Thiên bên phía đội Bình Sơn. Rất may là bóng lại chạm chân một chiếc áo xanh. Đội Uy Tôn Đà Bông đừng có đập gấp. Ô, bỏ đi không sân cỏ gì quá. Và theo thông tin của ban tổ chức thì nghe lại ảnh đi, cái thấy gì ảnh sau trận chung kết nghe lại chứ nó mới để cái dấu lệ đó nghe lại tổng kết và bế mạc trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao ở mùa giải 2024 và có Lê Kim trực tiếp ở phần lễ bế mạc và trao giải nên nữ các đội đặt lại lễ mùa giải 2024 đó là hai đội đồng hạng ba. Đội tiên cũng nhận cần đây đội tiên sự tấm và làm một cái đấu sợ thế nên có cái đấu cũng chuẩn bị để khi ban tổ chức làm lễ tổng kết bế mạc cho cả đội để tập trung ban tổ chức sẽ làm lễ tổng kết trao giải cho hai đội đồng hạng ba ở mùa giải 2024 đó là bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Minh Long. Tiền tản sâu là sao? Tản sâu mất điện. Tiền. Đó ông tay tính tiền này bao nhiêu sâu bao nhiêu tiền đó. Mà có đổi lên lành cái gì đâu tự nhiên đổi được. Khích đựng nhẹ nhẹ. Thấy anh.
Và như vậy là trọng tài đã rút thẻ vàng đối với số 7 Hoài Mỹ về phía đội Hoàng Toàn với hành vi thì họ còn nói gì đâu. Phản hát bóng thôi, Hoài Mỹ bóng lại về chân của các cầu thủ đội Đồng Châu tay luôn tìm cách đi bóng tuy nhiên rất khó khăn, rất nguy hiểm. Vâng, một cú là chân rất mạnh nhanh của đội tuyển Việt Nam Duy Khánh về phía đội Đồng Châu. Duy nhất đường truyền cuối cùng bị nhắc hơi tới tài lực lại không còn chân người đó. Nó thấy tiếng cái lấy cái thôi nhưng giữ bánh trong chân luôn xe mẹ. Đã bị chạy bắt hữu đội Hoàng Toàn. Đúng quá vậy. Đấy là bình thường mình nát được chứ giữ đâu tình hình tôi khi trò 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 đâu nát kịp đâu. Thì bay của trận chung kết đang là 1-12 và tỷ số hiện nay vẫn đang tạm thời là 1-0. Đi về phía đội Đoàn Tà Bồng bằng tháng giao công của số 7 Hoài Mỹ đi. Trong các cầu thủ đội Đồng Bình Sơn duy nhất Thanh Phi mất bóng rồi đó là mình người đội thấp nhất là mình người bên phía đội chào mừng chúng tôi thấy có hai cầu thủ chiến đấu trong đội Bình Phúc nguy hiểm quá. Vâng, một pha băng lên trước thủ môn của thủ môn Thanh Thiên về phía đội Đồng Bình Sơn. Chúng tôi lưu ý ở cầu môn của đội Đồng Bình Sơn đó có vị khán giả đó, anh em anh lui hẳn ra đi ạ, anh lui xa đi xa cầu môn bên phía Đồng Bình Sơn ra đã biên chặt các đội đội Đồng Tà Bồng. Ở hàng phòng ngự của đội thi đấu thấp nhất trong hàng phòng ngự của đội Đồng Tà Bồng có hai cầu thủ là Vĩnh Phúc của chính và thứ 91, hay anh có thể nói là thi đấu bọc lót anh nào rất chắc chắn và kín kẽ ở hàng phòng ngự. Một pha xử lý hay nữa của Trọng Hoàng. Hai lần Thành Phi cũng là chính Thành Phi đi bán. Thành Phi, Thành Phi hai lần cũng là không dễ để tìm ra quán hở bắt đầu bên phía đội hình của đội Cao Bằng thì tổ chức thành người quá chắc chắn có đi đội Đồng Chơi nhắc thẳng kia vì đội Đồng Chơi cũng đã bây giờ này cũng đã xuất cuộc rồi và đang là cũng tổ chức các bạn đi những gì đó rất bóng từ tay của mình cũng ném cho Văn Lia. Văn Lia rồi. Cũng lâu rồi mấy giờ thì đội Trà Bồng chỉ cắm một mình Văn Lia. Phải nói là thủ lực của Văn Lia khá tốt. Lên công về thủ rất nhiều, tuy nhiên Văn Lia vẫn hoạt động rất mạnh mẽ và không cháu không cái giờ này ai cũng chơi nên là những cái lực rất tốt của chú mười ba liều bên phía Trà Bồng tìm cách đi đón của Văn Thảo phối hợp với đồng đội rồi có đi nhắc bắt bóng rồi Văn Lia. Vâng, đường truyền của Văn Lia cho đồng đội là không thành công. Sự sầm sâu lăn trả của chú mười ba liều bên phía đội Đồng Châu
gần như anh thi đấu khắp sân. Đội Huyền Đồng Bình Sơn khi nhủi và cả hai đội cũng sẽ hết khi nhủi ở hiệp đấu thứ hai này. Nguyễn Ngọc Trung Anh bên phía đội Bình Sơn quyết định gửi để sẽ có những chiến thuật khác trong những phút còn lại của hiệp hai. Hiện nay khoảng cách chỉ là 1-3. Đang tạm thời ghi về phía đội đoàn Trà Bông. Thời gian của đối thủ hai này cũng không còn nhiều và Nguyễn Ngọc Trung Anh quyết định gửi để bàn bạc một chiến thuật khác để có thể làm xoan phá được hai phòng ngự của đội Trung Tâm Trà Bông. Cái trận đấu là có là phần gốc cho đội Trung Tâm Trà Bông. Bóng bị chặn của Trung Tâm Trà Bông. Văn Hảo tay lên Duy Khánh tài lực đi thắm đang tìm tình đầu để phối hợp anh viên lại tiếp tục là một ba ban hình của trung tâm thành thương thì chỉ biết anh viên nóng chọn trong những cái hành vi có tình nhân không được về khoảng tám nữa thôi ạ. Từ các cầu thủ đội Mình Sơn. Trời, nán rồi, nán rồi. Nán rồi, hụt như vậy. Nán chiều. Rồi đến lần cuối đây. Hai cho đoạn trực tế này rồi. Và bây giờ này có thể nói là chiến thuật của ông Nguyễn Hồng Toàn ở phía đội Trà Bồng đã rất thành công. Hơn nữa và một pha xử lý xoay người, tuy nhiên cú sút cuối cùng của Văn Lia lại là xử lý tình tốt. Còn cú sút mốt từ phía đội này cũng là một cái thách thức ở phần người của đội Mèo Cao Bằng rất chắc chắn xử lý quyết đoán của Mai Thành Hoàng đã mua rất nhiều sự nguy hiểm tôi chiến thuật mà bắt buộc phải thực hiện những trả phía xa từ thủ môn Tăng Thiên. Tuy nhiên đây đến giờ phút này rất nhiều chú phía xa của môn Tăng Thiên, tuy nhiên chưa lần nào thủ môn Tăng Thiên bên phía đồng xoay thành công. Và nếu không có bất ngờ nào xảy ra đây, trong bốn có nhà vô địch mới đó là có cả nên, cho nên thời gian ghi phai của trận chung kết này không còn nhiều và hiện nay tỷ số vẫn đang tạm thời là 1-0 nghiêng về phía đội Yên Đồng. Rất hay, rất đẹp hả, và thi đấu đây đối lập của số 10 Văn Lia, một tình trạng thi lực quá dồi dào của số 10 Văn Lia. Anh thi đấu ngay ở đầu trận tới giờ này vẫn hoạt động cực kỳ thông thạo và gần như có mặt rất chậm. Rất cao nữa của cái môn này. Đó ông Vinh Sơn hồi đó vậy là ba cúp luôn á. Đúng là thời gian trận đấu đang để dành về những giây phút cuối và sự nôn nóng, sự chính xác của các cầu thủ đội Bình Sơn cũng bị suy giảm với nền tảng thể lực của đã bị giảm sút thì những người xử lý những cú sút của những cái cầu thủ cũng độ chính xác cũng không còn cao. Và chúng tôi thấy thằng Tăng Thiên đã lấy rất lại lần trước đi chạy cầu chạm của thằng Tăng Thiên từ thủ môn Tăng Thiên tận dụng thời chưa về kịp thủ môn Tăng Thiên bên phía đội Bình Sơn thì bụng cầu thủ bên phía đội Trà Bồng đã quyết định rút từ xa, tuy nhiên cú sút còn chính xác đã biên cho các cầu thủ đội Bình Sơn những giây phút hợp thời hợp những giây phút rất kịch tính ở những phút cuối của đội thì hai của đội chung kết này
và liên tục là những pha ép chân của các cầu thủ đội Mạnh Sơn. Từ như chúng tôi đã nói, chân dâng cao như thế này thì sẽ để lộ khoảng trống mênh mông ở phần trong nhà. Nếu đội Vĩnh Long Tà Bồng đoạt được bóng thì sẽ rất nguy hiểm cho khung thành của Môn Tăng Thiên và phía đội Mạnh Sơn. Trọng Hoàng đã biên cho các thủ đội lòng cho bom tiếp tục khi chưa có tiếng còi của đặc tài. Chúng tôi nhắc lại cho cầu thủ hai đội này, khi chưa có tiếng còi của đặc tài thì tiếp tục thi đấu trong thủ dành với đối phương xử lý ghi bàn thì đã thắng hòa rồi. Đang một pha lùi bóng, lùi về. Cái chút rất nhanh của Tam Tài rồi. Tam Tài xác định có một cho Duy Thắng. Tam Tài xác định có một phát cho Đại Bình Sơn. Những giây phút quá hồi hộp của tôi nói là ở trận đấu này thủ môn Tân Thiên lại rất nhiều cú sút, tuy nhiên lại bóng đi rất cao so với khung thành của thủ môn Anh Tuấn. Từ đầu ở chung kết này rồi thủ môn Tân Thiên có rất nhiều pha sút bóng. Đã có nhà vô địch mới ở mùa giải 2024 và đội Bình Sơn đã trở thành người vô địch. Xin chúc mừng một chiến thắng và nói là quá chính đáng của đội Huyện Đoàn Trà Bồng với một chiến thuật phòng ngự chắc và phản công rất hay của mình, và đúng là một bất ngờ ở mùa giải 2024 với Huyện Đoàn Trà Bồng đã một thể hiện một phong độ rất hay, rất xuất sắc để lên ngôi cao nhất ở mùa giải 2024 một cách rất xứng đáng. Xin chúc mừng Huyện Đoàn Trà Bồng và cũng xin ghi nhận và rất cao những nỗ lực của đội Huyện Đoàn Bình Sơn. Các anh đã nỗ lực hết sức, tuy nhiên là trong bóng đá luôn luôn có những bất ngờ. Và sau đây ban tổ chức sẽ tiến hành làm lễ tổng kết trao giải cho các tập thể cá nhân đạt được ở mùa giải 2024.